Người ta bắt được một cái con cọp trắng và nhốt nó vào một cái lồng 14 mét vuông và người ta cho nhiều người đến tham quan vì đó là một loài loài động vật quý hiếm. 2 năm sau người ta mới phá cái lồng đó ra để thả con cọp trắng đó về rừng thì nó không đi, nó chỉ quanh quẩn trong đúng cái chu viên đó thôi mà nó tin rằng nó chỉ an toàn trong cái khu vực đó mà nếu bước ra khỏi cái vùng an toàn đó thì nó sẽ chết. Thì những người đi về thế giới cô đơn đôi khi lại mắc kẹt trong cái sự cô đơn đó và tôn vinh quá nhiều cái sự cô đơn đó, thậm chí quay lại là cười chê những người đang yêu đương, những người đang kết nối ở ngoài kia, và ngược lại những người mà ở ngoài kia họ đang lao theo người khác rồi bỏ rơi chính mình thì họ rất là sợ cô đơn, họ cũng lên án cái sự cô đơn và thấy rằng là cuộc sống là phải lúc nào cũng phải có một cái người để thương yêu thì mới được. Thì cả hai đều có mặt trái mặt phải, đều có những cái bẫy ở trong đó.